Tiệc cảm ơn sau đám cưới của Diệu Nhi, Anh Tú diễn ra trong sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nữ diễn viên có màn thể hiện ca khúc Bối Rối, một bản hit đình đám của người chị ruột Đông Nhi. Trong buổi tiệc, Diệu Nhi ngẫu hứng cầm mic thể hiện ca khúc Bối Rối khiến nhiều người chú ý. Nữ diễn viên dù sở hữu giọng hát không hay nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện trọn bài hit của người chị ruột Đông Nhi một cách đầy đam mê. Anh Tú đứng bên cạnh bày tỏ sự thích thú, hào hứng với phần trình diễn của vợ mới cưới, không ngừng chăm chú dõi theo, vỗ tay khen ngợi. Đông Nhi Diệu Nhi vừa trải qua ồn ào chị em ruột. Dù nhận được thiệp mời từ sớm nhưng Đông Nhi lại không tham dự ngày vui của đàn em. Nữ ca sĩ lựa chọn đi đám cưới của bạn Thanh Xuân Liêu Hà Trinh, được tổ chức cùng ngày. Giọng ca đôi Mi Em Đang U Sầu bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của em gái ruột. Bà xã ông Cao Thắng chia sẻ trên trang cá nhân, thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng em gái ruột Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho hai em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé. Diệu Nhi đã có phản hồi về vấn đề này. Bà xã Anh Tú không giận đàn chị, cô bình luận phía dưới bài viết của Đông Nhi một cách vui vẻ, mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á. Nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng về cách hành xử của Đông Nhi. Tại đám cưới của giọng ca Bối Rối, Diệu Nhi đã tham gia một cách nhiệt tình, quẩy vui đến nỗi rất luôn tóc giả. FC Đông Nhi cũng đưa ra lý do thần tượng của mình không thể tham dự đám cưới Diệu Nhi, Anh Tú. Họ cho rằng vì Đông Nhi có lịch trình dày đặc, con nhỏ bị bệnh, đặc biệt là thực hiện lời hứa từ 2 năm trước với cô bạn thân Liêu Hà Trinh. Đoạn tin nhắn như sau: chị Nhi quay MV từ 4 giờ sáng ngày 8 đến 3 giờ sáng ngày 9 mới xong. Winnie bệnh viêm phổi nằm viện mấy tuần, chưa kể lịch trình khác nhau của anh chị. Hiện tại Đông Nhi vẫn im lặng trước vấn đề này. Khoảnh khắc Diệu Nhi thể hiện lại hit của người chị ruột, nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của khán giả.